chim hót chứ bụi mận gai. Ông, nhờ trời Phật thương ha, cái vụ lúa năm nay á, tính hết chi phí á, rồi mình cũng kiếm được mớ. Ta nói đếm tiền trời ơi nó sướng cái tay gì đâu á. Trời ơi coi làm gì mà bà đếm từ sáng giờ tôi thấy là cả 9-10 lần rồi đó. Trời ơi sáng giờ tôi đếm mới có 9 lần à. Ông nè, tôi tính vậy đi. Thôi. Mình thu hoạch lúa rồi ha, bây giờ đất để làm gì? Tôi tính cài xới lên rồi mình trồng thêm mùa nữa đi ông. Trời đất ơi, bà bắt ra đất là làm việc vậy rồi sao mà nó chịu nổi? Trời ơi, nói vậy mà nói được hay thiệt á. Ủa chứ sao? Con người khác, đất đai khác. Con người người ta làm mệt thì người ta mới nghỉ ngơi để người ta tiếp sức, người ta làm tiếp. Đất đai nó có biết cái gì đâu mà nghỉ ngơi, nó làm gì? Trời đất ơi, đất cũng như con người phải có thời gian để nghỉ ngơi. À, để tái tạo cái nguồn dinh dưỡng cho đất để năm sau mình làm nó mới trúng mùa, nó mới cho năng suất cao chứ. Hay quá, tôi thấy ta làm mầm mầm kìa. Tôi nói bà nghe, có dùng đất á, mà lúa nước á, thì người ta xài 2 vụ năm, còn mà nó dùng cao thì mình 3 vụ năm là quá rồi, không có được là khai thác đất hết rồi cạn kiệt gì vậy. Nhưng nhiều người là đem phân về bón vô thì nó cũng vậy thôi, đất cũng bạc màu, đất cũng làm việc quá sức là không còn dinh dưỡng nữa, lúc đó là không có lúa để mà bán, nghe chưa, chỉ là họ không có đếm tiền đâu mà là hết tiền trên mặt đó, cái mặt ham tiền. Giờ mình làm thêm vụ có chết đâu. Không có được là không có được. Cái gì được là không. Cái gì không có được nha. Cái gì đi? Không được nha. Không có được. Hai người tự nhiên sáng sớm mà cãi nhau như vậy. Đi ngoài đường tôi nghe. Cái gì vậy? Ây da. Cái gì nè? Con gì? Rít. Rít đâu người ta? Không phải, tưởng tượng thôi. Trời ơi trời ơi, đừng có duyên ghê cái thằng này. Thằng Tư đi đừng có duyên mà lãnh quá. Thằng tưởng tượng đâu rít trên người ta vậy? Bất nóng thì bất nóng. Nóng gì đâu nóng. Hai người sáng sớm mà cãi nhau vậy. Trời ơi, hai chồng có tranh luận ông ơi. Rảnh quá, tự gì giọng tao với giọng ổng lớn vậy đó, cãi đâu mà cãi. Trời ơi, tôi đi ngoài đường tôi tưởng đâu hai vợ chồng cãi nhau. Ủa mà tranh luận chạy vô hả? Tranh luận vụ gì vậy? Tao nói vậy nè, cái miếng đất cái ruộng của chị á, mình về thu hoạch rồi để trống uổng quá, tao tính cài xới lên rồi để mà trồng thêm vụ nữa mà ổng không có chịu. Đó. Đúng rồi, chỉ tính vậy là hay rồi đó anh Tư, mình làm thêm kiếm tiền chứ có gì đâu. Thì đó, mày giống bả ham tiền hiện trên mặt á. Tiền ai ham? Đất phải có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo cái nguồn dinh dưỡng cho đất á, để mình mới đạt năng suất cao chứ. Con người cũng vậy, phải được nghỉ ngơi chứ. Đất bắt làm hoài tội nghiệp nữa. Trời ơi, có gì đâu anh. Thì hồi trước giờ mình làm 3 vụ thì giờ mình thêm vụ nữa đó. Cũng đâu có sao đâu. Vậy mày không cho đất một cái thời gian nào để nghỉ ngơi á thì làm sao có cái nguồn dinh dưỡng cho đất được. Anh sợ thiếu nguồn dinh dưỡng cho đất phải không? Thì mình bón phân thêm. Tôi nghĩ vậy đó. Dễ quá bón phân vô thì chi phí vô thêm nhiều tiền nữa, rồi cái giá thành của lúa đội lên, lúc đó không ai thu mua hết, mình ngồi dòm lúa mình khóc, hiểu không? Giá thành nó dội lên sao mà chưa kể khi mình bón phân vô lâu dài thì đất nó chai lì đá, nó không còn cái tái tạo nguồn dinh dưỡng nó, cái đó cũng chết, hiểu chưa? Ủa nghiêm trọng vậy đó hả ông? Quá nghiêm trọng. Em hiểu ra rồi, ý anh nói đây là dí đất cũng giống như con người của mình chứ sao, phải cho nó có thời gian nghỉ ngơi để nó tái tạo cái nguồn dinh dưỡng. Như vậy là năm sau mình mới thu hoạch được tốt đúng không anh? Bây giờ mới lên ở trên nông nghiệp huyện mấy cái tài liệu về nó hay lắm, bà phải cập nhật hoài mới lên phát tài liệu cho về đâu. Đây nè nó có cái để đây từ địa được các bạn nè, canh tác phải nghỉ ngơi để đất tơi xốp có dinh dưỡng. Hiểu không? Hiểu rồi hả? Nhắc lại coi. Canh tác á phải để đất nghỉ ngơi cho đất nó tơi xốp có dinh dưỡng. Đúng. Nhà nông hội nhập thời cơ, thách thức mở ra, mọi người ý thức nhà nhà yên vui.